Alo, chào anh em nhé. Mình thấy cái tâm lý chơi tài xỉu online nó rất là quan trọng để quyết định cái việc thắng thua của anh em. Vậy thì làm sao thì để anh em sẽ được có một cái tâm lý chơi tài xỉu nó tốt nhất? Nhiều khi là anh em đánh thua một hai lần đầu thì anh em hay bị tâm lý, mà một khi tâm lý của anh em nó không ổn định rồi thì chắc chắn là những cầu về sau anh em bắt nó sẽ không được chuẩn nữa và anh em sẽ không đưa ra được những quyết định nó sáng suốt nhé. Và trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả anh em đang chơi tài xỉu online đấy, thì là thêm một cái kinh nghiệm chơi và cách kiểm soát tâm lý làm sao để anh em có thể chiến thắng được. Đầu tiên, để kiểm soát tâm lý thì chắc chắn là anh em nên đánh nhỏ thôi. Đánh nhỏ thì ví dụ là vốn của anh em có 10 mét thì là anh em đánh 500 một tay thôi, thì chắc chắn là tâm lý của anh em nó sẽ thoải mái hơn là so với việc có 10 mét mà anh em đánh một tay khoảng 2 3 mét, thậm chí là 5 mét, đúng không? Đánh càng to thì tâm lý của anh em nó càng run, và đa số khi mà tâm lý nó không ổn định thì chắc chắn là anh em thua, thì không bao giờ là có thể giành chiến thắng trong cái bộ môn đỏ đen này cả đó. Nên là trước khi chơi và kiếm tiền về phương thức bắt cầu thì anh em nên học cách chơi tâm lý trước nhá. Con này khá cao, cầu này là trả cầu xỉu này, con này về cầu xỉu thì là đẹp, xỉu đẹp này, ok chuẩn cầu nhá. Nghe xuống cầu cặp 2 có 11 này, xỉu 9 à, tài xỉu 9 nhá này, cặp 9, cặp 9 lên tài, cặp 9 lên tài này, cặp 9 5 lên tài. Vậy thì con này sẽ bắt tài nhá, cầu sẽ vào tài. Còn để mà chơi tâm lý nó tốt ý, thì là anh em xác định là chơi ngày nào nạp tiền ngày đấy. Ví dụ là hôm nay anh em định chơi 1 mét thôi thì là anh em chỉ nạp đúng 1 mét và anh em chơi hết là nghỉ. Và cái tâm lý của anh em trước khi vào chơi ấy, là cứ coi như là cái 1 mét này là mất mất mẹ rồi đó, thì là anh em chơi nó sẽ cực kỳ là thoải mái, và anh em chơi chấp nhận là mất rồi thì tâm lý của anh em chơi nó thoải mái, và khi là anh em ăn được ấy thì là anh em nên chốt ra luôn nhá. Đấy là cái cách chơi và cách kiểm soát tâm lý của mình. Thực ra thì nó có khá là nhiều phương pháp để kiểm soát tâm lý, tại vì là cái trò chơi này, trò chơi tài xỉu này là nó đánh vào tâm lý mà anh em, chứ đâu phải đánh vào cái kết quả nhiều đâu. Cái tâm lý của anh em là không vững thôi thì chắc chắn là anh em sẽ không bao giờ có thể giành chiến thắng được. Cầu 9 đến 10 anh em này, cầu 10 thì khả năng cao là 9 đến 10, cầu cặp là 9, 9 đến 10 này, 7 đến 10. Con này chắc bắt tài luôn nhá. Đấy, con đi 30 bắt tài luôn. Ở Sun Win này thì mình thấy khá là nhiều anh em có bảo là nó bị chậm về phần nạp rút đó, đó anh em ạ. Đó, nó bị chậm về phần nạp rút tiền nhá. Cái này thì mình thấy là nó bị lỗi từ ngày xưa khá nhiều rồi. Căn bản là con Sun Win này thì nó cũng là một con game khá là cổ rồi anh em. Đấy, nên là đâm ra thì nó không được nạp rút tự động như những con game 3D mới bây giờ. Có điều là Sun Win thì nó đã từng là một con game top 1 thị trường, và cái đối tượng khách người chơi bây giờ mình thấy là đa số là học sinh chơi là nhiều nhé, đa số là anh em học sinh chơi là nhiều, còn những người chơi lớn thì không còn nhiều như ngày xưa nữa. Con này không về tài thì đúng là cầu bịp đít con mẹ à mày, cầu 8 mãi nồn kìa, thế mà vẫn bị soi anh em ạ. Đánh thịt mẹ có mấy chục lẻ thôi bị soi. Để mình chuyển qua cái bàn bên con tài xỉu 68. Nãy thì mình định đánh bên con 68 trước nhưng mà cầu khá là nghịch anh em ạ. Cầu bên 68 nãy khá là nghịch. Đây cầu vẫn đang chạy bệt này. Cầu của nó, cái xu hướng chính của nó vẫn đang là xu hướng bệt nhá. Phải nổ cầu luôn. Trước khi vào chơi tài xỉu bất kỳ một con game nào cũng vậy, anh em nên học một cái thói quen là check cầu trước khi chơi. Nói những con này nó lệch nhau khoảng 20 tay. Lệch nhau 20 tay thì cầu cực kỳ khó ăn. Trừ khi chờ cầu gãy hay là ra cầu nẻ để vào đánh. Cái khung giờ chơi tài xỉu nó khá là quan trọng. Con này khả năng mình bắt cầu 15 ngon hơn em này. 15 khả năng cầu đẹp hơn. 7, 6, 9. 6, 9 này. 6 không tài đến 9. 9 hồi tài. Cầu bú tài luôn nhé. Rồi, vào 20. Vào 25.
Bên cái cổng số 8 này thì nó có ngày xưa rồi anh em, nhưng mà cái thời gian ở đây thì mình mới thấy anh em chơi khá nhiều rồi. Thời gian ở đây thì con này nó mới nổi lên và nó thuộc dạng con game top bây giờ. Chứ con số 8 này thì nếu như mà anh em chơi tài xỉu nhiều và chơi từ những ngày trước ấy, thì là anh em biết là con này nó có rất là lâu rồi, chứ không phải là nó mới xuất hiện đâu. Nhiều anh em đã bảo là con game này mới nhưng không phải nha. Đây là con game đã ra mắt 4-5 năm rồi. Ngày xưa thì cái giao diện nó không được như vậy đâu anh em, xấu lắm. Có gần đây nó cập nhật về nó cách cái tầm gần 1 năm thì nó cập nhật rồi. Ok, cầu bú này. Nói chung là cầu xấu thế này là có ăn rồi ok anh em. Nên là quán check được 1-2 cầu đẹp thì vào thôi, còn không thì bỏ. Với mình chơi tài xỉu thì không nhất thiết là tay nào cũng vào nhé. Cầu 10 này. Và con này vẫn bỏ đi. Bên con xanh thì cầu khá là nghịch, lệch nhau 20 tay. Cầu 15 này. Cầu 15. Cầu đơn. 4852 lệch nhau 10 tay. 9. 9211 cầu này, lẻ tài. 10 15 với 27. Cầu này lẻ tài tiếp nha. Rồi, con này vào cầu tài tiếp nhá. Mình đang đánh vào khung giờ khá muộn rồi anh em. Khoảng là 1 giờ gần 2 giờ rồi. Ban ngày thì mình đi làm, tối thì mới có thời gian rảnh rỗi để mà chơi giao lưu với anh em. Con này trả xỉu luôn, cầu 15 trả xỉu này. Vậy cầu của nó đang chạy là cái khung là một thuận một nghịch nhá. Một thuận một nghịch. 72 là 9. Cầu này. Thì cái này cầu thuận lên tài. Rồi, cần vào tài 2 mét nhá. Nhiều khi vào chơi mình ngồi mình nghiên cứu tầm khoảng là 10 phút thì mình mới vào được khoảng một hai tay thôi anh em. Có thể là những khung nhiều cái khung giờ chơi cầu nó khá là xấu nên là mình không có đánh vào đánh được. Cái cách vào tiền trong tài xỉu thì nó khá là quan trọng nha. Nhiều khi anh em chơi mà anh em chưa biết cách vào tiền hợp lý thì cũng không thể thắng được. Có thể là anh em có cái kiến thức về soi cầu bắt cầu rồi, nhưng mà cách vào tiền của anh em chưa hợp lý thì tổng kết lại là anh em vẫn sẽ bị thua thôi. Nhưng mà anh em có cách vào tiền hợp lý thì chắc chắn là anh em có thể ăn. Như tay này mình là bố thì chắc chắn rồi. Ok. Rời chân này. Rồi, con này lỏng chân em nhá. Con này bên hai với con này hai cầu nghịch này. Đấy, đi là hai hai cầu nghịch rồi. Tại vì sao mình phải ghi lên như vậy? Thì khi mình ghi lên như vậy thì mình sẽ đoán được cái khung cầu của nó đang chạy theo xu hướng như nào để mình bắt nhá. Chứ nhiều anh em mình thấy là đánh tay nào anh em cũng theo và tay nào anh em cũng vào thì chắc chắn là anh em sẽ khó thể ăn được. Cầu 9, 9 khẳng lên tài luôn, 9 21 tiếp này. Con này khả năng cao là cầu thuận. Tức là đi đi cầu 21, một thuận hai nghịch. Hiện tại đang hòa vốn thôi anh em. Gần hòa vốn. Thì con mình sẽ đi tầm khoảng là 7 mét rưỡi. Nó 800 lẻ đi. Đấy. Và cái lý do tại sao tay này mình đi căng như thế thì là anh em xem cái kết quả là anh em biết ngay này. Ui đi con mẹ à, mày vẫn gãy anh em ạ. Cầu đứng 29 anh em này. Vãi lồn. Đèn quá anh em ơi. Thôi chắc nghỉ thôi anh em nhá. Cầu thế này thì hơi khó đánh rồi. Chắc tầm khoảng là để sáng mai vào bắt lại. Chứ tầm giờ bắt thì khó đánh. Tầm giờ bắt thì chắc chắn là không thể nào ăn được rồi anh em. Ok, mình nghỉ anh em nhé. Bye bye, chào anh em.